sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và giàu cảm xúc, cô sinh viên Học viện Âm nhạc Huế Nguyễn Thị Hoài Phương đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả yêu nhạc, đặc biệt là với những ai yêu thích dòng nhạc dân ca. Cô gái trẻ cũng đã nhiều lần giành được giải cao ở các cuộc thi âm nhạc tại quê hương Nghệ An. Hành trình theo đuổi và chinh phục niềm đam mê ca hát của Hoài Phương có điều gì đặc biệt? Hãy cùng gặp gỡ cô gái trẻ tài năng này trong phóng sự sau đây. Sinh ra và lớn lên ở miền quê Nghệ An, cô gái nhỏ Nguyễn Thị Hoài Phương đã dành một tình yêu đặc biệt với dòng nhạc dân gia vĩ dặm. Với Hoài Phương, đó còn là cả một niềm đam mê lớn. Mỗi khi được cất tiếng hát, chính là lúc cô gái trẻ được là chính mình, được thăng hoa cảm xúc cùng những giai điệu lời ca. Từ lúc còn nhỏ thì Hoài Phương đã được nghe những lời ca tiếng hát từ ông bà. Nghe ông bà hát những làn điệu dân ca vĩ dặm thì từ đó mình cũng bắt chước và học theo. Mãi đến năm lớp 6 thì Hoài Phương mới có tham gia một cái cuộc thi hát dân ca trong trường học. Ngay sau cái cuộc thi đó thì đã được nhà trường và bố mẹ phát hiện cái tài năng của mình và đã cho mình theo đuổi cái đam mê đó. Nghe tiếng ai quen xưa, sông người xa lạ, một cái bắn tay nỉ, anh người mồ đỏ. Cái dòng quê theo đuổi dòng nhạc dân ca khi chỉ mới lên 12 tuổi, cô gái trẻ đã sở hữu giọng hát đầy ngọt ngào và cuồng hút. Về trong đồi nhớ đã gặp nhau rồi rành rẽ làm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Mặc dù tư duy xử lý tác phẩm chưa hoàn hảo, nhưng Nguyễn Thị Hoài Phương đã để lại nhiều ấn tượng và truyền được cảm xúc lưu luyến đến với khán giả. Heo bay rét ngọt, có tiếng sao diều miền quê em à, có khói lam chiều bờ tre mái xa, gánh những táo tân. Đối với một ca sĩ trẻ mà chưa có trải nghiệm nhiều trong cuộc sống mà để truyền tải cái cảm xúc mà chạm tới người nghe thì đó là một điều rất là khó. Nghệ sĩ đi trước thì đã thể hiện rất là thành công những cái ca khúc dân ca xứ Nghệ, thì khi mà Phương thể hiện lại, Phương cần phải đưa tới mọi người một cái năng lượng mới, năng lượng trẻ đến đối với khán giả. Để tiếp nối ước mơ và chinh phục niềm đam mê âm nhạc của mình, Nguyễn Thị Hoài Phương đã chọn theo học chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế. Được học, được trải nghiệm và tiếp xúc với một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp chính là cơ hội để cô gái trẻ phát triển năng khiếu của bản thân. Được sự dìu dắt và giúp đỡ của cô Lan Anh là giáo viên dạy chuyên ngành của mình. Mình được cô rất là tận tâm hướng dẫn bay về cho những cái kỹ thuật về thanh nhạc, cách xử lý bài hát, cách lấy hơi và cái cảm xúc sắc thái khi mà biểu diễn ở trên sân khấu. Lúc mới vào thì từ cái hơi thở đến vị trí âm thanh đến mọi thứ là nó chưa có, hoàn toàn là một sự tự nhiên. Tuy nhiên đến bây giờ thì nó đã khác rất là nhiều, đã hiểu về âm thanh hơn, biết vận dụng cái cảm xúc của mình để đẩy vào cái tác phẩm. Từ một giọng hát bản năng, sau những tháng ngày học tập và nỗ lực rèn luyện, Hoài Phương đã có những sự phát triển vượt bậc, từng bước chinh phục được những quãng trầm khó, thể hiện được nhiều tác phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn quê hương. Chính tinh thần hăng say và nghiêm túc với dòng nhạc dân ca, cô gái trẻ cũng đã truyền cảm hứng tích cực đến với những người bạn xung quanh. Mặc dù em ấy đang rất là nhỏ tuổi nhưng mà khi tập luyện với Phương thì mình cảm thấy là em ấy có cách xử lý bài hát và cách nhả chữ rất là chuyên nghiệp, cảm nhận được cái ý nghĩa của từng lời hát. Mình học được là cái sự ham học hỏi của Phương, giọng hát rất là tình cảm. Từ đấy thì mình cũng có cái niềm đam mê về âm nhạc nghệ tĩnh. Theo đuổi đam mê, cô gái trẻ đã có cơ hội thử sức ở nhiều sân khấu nghệ thuật lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Bằng giọng hát dân ca đầy bay bổng và thần thái biểu diễn chuyên nghiệp, năm 2022, Nguyễn Thị Hoài Phương đã xuất sắc giành được giải nhì tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Nghệ An và danh hiệu diễn viên triển vọng tại Liên hoan dân ca vĩ dặm Nghệ tỉnh lần thứ 5 năm 2023.
khi mà được khán giả đón nhận cái sản phẩm của mình thì Hoài Phương cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Mình coi đó là cái động lực để mình không ngừng cố gắng học hỏi và luôn trau dồi để phát triển bản thân. Từ những cuộc thi đó thì Hoài Phương cũng đã học hỏi được từ các anh chị đi trước là cách xử lý bài hát, cách biểu diễn trên sân khấu. Với mong muốn giữ gìn, phát triển và lan tỏa tình yêu dòng nhạc dân ca đến gần hơn với mọi người, Hoài Phương đã cùng với những người anh, người chị đi trước thực hiện các MV ca nhạc về quê hương, xứ nghệ đầy ấn tượng và thu hút lượt view khá cao. Sự đón nhận của khán giả đối với những tác phẩm âm nhạc này chính là động lực để cô gái nhỏ phấn đấu nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước. Để thực hiện trọn vẹn các cái MV, Hoài Phương sẽ chọn các ca khúc mà phù hợp với mình, đó là chuẩn bị và tập luyện bài một cách chủ đạo để có một cái bản thu hoàn chỉnh. Thông qua những cái MV và những ca khúc mà Hoài Phương biểu diễn thì Hoài Phương cũng muốn quảng bá về cái quê hương xứ nghệ, mang tiếng hát làm đẹp cho đời. Anh về quê hương em, nơi em sinh ra lớn lên từ đó, đất quê nghèo sau. Âm nhạc lại là một phần tuyệt vời của cô gái vừa bước sang tuổi 18. Khán giả yêu thương và vẫn thường ví Hoài Phương là một hot girl dòng nhạc dân ca. Dòng hát ấn tượng, tình yêu quê hương và niềm đam mê nghệ thuật sẽ là chìa khóa và bước đệm để Hoài Phương tiếp tục thành công trên con đường phát triển âm nhạc của mình sau này. Về quê em nghe điều hò ví dặm, nắng ân tình mộc mạc mà thương.